gian cho cả chuyến đi từ Sài Gòn lên Đồng Văn là 4 ngày. Trong đó thì 20 tiếng là đi lại. Đi từ thành phố Hà Giang lên Đồng Văn thì mặc dù chỉ có 138 cây thôi nhưng mà phải mất tới 5 tiếng vì đường đi ngoằn ngoèo, xe cũng chật chội. Mình đến Hà Giang là để ngắm cảnh, quay phim và chụp hình. 20 cây số đi xe máy trên cung đường đèo Mã Pí Lèng, đường hạnh phúc là một trong những cảm giác thích thú nhất mà bạn chắc chắn phải trải nghiệm thử. Biết chụp ảnh thì nên mang theo một chiếc máy ảnh để chụp trên đường đi, vì ngoài cảnh đẹp ra thì Hà Giang cũng ít thứ để làm, vậy nên có một chiếc máy ảnh sẽ không bỏ lỡ nhiều cảnh đẹp trên đường. Màu đá của Hà Giang rất là lạ, hợp với là màu phim Kodak. Nếu mà có máy ảnh phim thì đem theo màu phim Kodak. Mình thì không dùng phim mà dùng máy ảnh Fuji X-Pro 2, và mình dùng màu phim của Fuji Chrome Sensia 100 của Fuji X-Weekly. Thì mình dùng một loại màu giống với lại màu phim Kodak 250D.